Chào các bạn, tình hình là tôi mua cái nồi lẩu mini hoặc là cái ca điện mini này, nó có nhiều tên lắm. Này cũng khá lâu rồi, cái clip này quay cũng khá lâu rồi. Và bây giờ tôi mới làm video để mà review cái này. Cái mục đích ban đầu của tôi là tôi muốn nấu một cái gì đó gọn nhẹ mà không cần bếp ga hay là không cần mua bếp từ. Cho nên mà mọi thứ là nó gọn nhẹ thì tôi quyết định tôi mua cái ca điện mini hoặc là cái nồi lẩu mini này. Cái nồi lẩu này mình mua thì có cả cái phần xửng hấp như thế này. Và bên trong có cái đồ để mà luộc trứng. Đó, nếu ăn 6 trứng thì bỏ bỏ vô. Đó, cái này là cái đồ luộc trứng. Ngoài ra mình có một cái muôi nhựa màu trắng như giống như cái đó đó. Đó, trứng mình sẽ bỏ như này thôi, mình bỏ đổ nước sôi vô mình luộc sẽ như vậy. Mục tiêu của mình là nấu đơn giản, kiểu nấu lẩu đơn giản này kia. Đôi khi và cái ngày mình quay cái này thì mình đã cố gắng thử chiên xúc xích bằng bơ tường an, nhưng mà có vẻ là hơi fail, bởi vì cái này á gọi là đun nước hay là nấu nước thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn chiên hay là xào. Cái nút vặn này có 3 điểm, điểm 0, điểm 200V và 600V. Lúc này mình đang chiên xúc cái này là không, cái nồi này không hợp để mà mình chiên xúc xích. Nói thẳng ra là như vậy, nó không có hiệu năng cao để mà làm mấy việc chiên xào, nhưng mà nó sẽ rất là ok khi mà mình nấu nước và nấu lẩu. Nấu lẩu thì mình nó giống như nó về mặt cơ bản của nó có hai nước, ví dụ nước 200W và 600W. 200W thì nó cũng sôi chậm hơn, nhưng mà nhanh thì 600W, bấm 600W tầm tí là nó sẽ sôi, cái này đảm bảo. Còn cái việc là mình đang chiên cái xúc xích này nó khá là phèo, nó khá là thất bại luôn, mặc dù mình mua nó để mà mình củng cố cho cái hoạt động ăn sáng ăn đêm ăn khuya của mình một ở một cái mức độ là gọn nhẹ. Mình còn tính chiên trứng với cái này, nhưng mà mình thử là thử với cái xúc xích này mình thấy là có vẻ không ổn. Cho nên là nếu như các bạn cần một cái nồi nhỏ đa năng này, cái này cũng không được đa năng, nhưng mà vừa đun vừa nấu các món nước ở mức độ là nhỏ và đơn giản, thì cái ca điện hoặc là cái nồi lẩu mini này nó là hợp lý. Và cái này ngoài thì bởi vì người ta nhận xét lúc mình mua cho mình một cái xưởng hấp nữa, cho nên là mình có thể nấu ở dưới rồi mình hấp ở phía trên, là mình làm được hai món, món canh và món hấp đó. Ví dụ bạn muốn, ví dụ có những thứ mình có thể hấp được như là bánh bao đông lạnh nè, những cái món mà ăn liền nhưng mà phải hấp qua, như là há cảo, hoành thánh là nấu rồi, há cảo hấp, ok. Nói chung là những món hấp rau mình hấp luôn, bỏ vô cho nó mình hấp luôn là được. Còn đối với những việc chiên như thế này, như thấy trên video thì hơi bị thất bại với cái việc đó. Vậy thôi. Mình với lại có một cái khuyết điểm nho nhỏ nữa khi mà các bạn quyết định mua cái bếp này, đó là cái việc vệ sinh đó. Bởi vì cái phần bên trong á, chống dính á, mình không có tháo rời ra được, là nó là một cái ấm luôn, là một cái ca, là một cái nồi đi nguyên xi luôn, cho nên là mình không thể nào mình nhúng cả cái ca này xuống dưới nước và mình rửa nó giống như rửa chảo, rửa sàn nồi, không có cái việc đó. Mỗi khi, và cái mặt này là mặt chống dính, cho nên là mỗi khi mà mình nấu xong, ngay cả như cái việc là mình chiên cái xúc xích này đó xong, là mình đợi cho nó nguội, một là mình đổ nước thêm một lần nữa,
Đó, cái này là mình đang nấu đây nè, là cái này clip xong mình quay. Một là mình sẽ đổ, tiếp tục phải làm việc vệ sinh là mình đổ nước vô cho cái dầu nó sau cái mình đổ cái nước đi cho cái dầu nó ra bớt, sau đó mình dùng khăn giấy mình lau qua một lần. Còn đối với những gọi là cái vết bẩn mà nó bị dính vô á, thì mình chỉ cần ngâm đổ đầy nước và ngâm nó một đêm là hôm sau cái mấy đồ ăn mà nó bị dính trong cái bề mặt chống dính đó là nó sẽ bay hết. Đơn giản là vậy. Nó sẽ hơi có một khuyết điểm trong việc vệ sinh nhưng mà không sao cả, đó không phải vấn đề. Và link mua hàng mình có để ở dưới. Nếu mà có nhu cầu thì mình có thể nhấp nhấp vào phần mô tả. Chào các bạn.